Audio Jungle. Sáng bằng chìa khúc ánh sáng bên trong là những cành bên trong này cũng sẽ không bắt tỉa, mình sẽ cắt bỏ đi luôn. Đó. Đó. Đây 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 đang làm cây này thôi. Cây này đẹp thì chọn trước. Mình nhớ nha, mình chỉ cắt cái giai đoạn này thôi, chứ còn giai đoạn sau này để sau ví dụ như cỡ tháng 8 đến tháng 10 trở đi mình sẽ không được cắt những cái cành này nữa. Không được cắt, chỉ cắt một lần này là để cho lý do. Tại vì sau này là những cái cành này là những cành ra hoa đậu trái của mình. Cắt đi thì nó sẽ không còn nữa. Ở như cành này nó rộp quá thì mình cũng không cần thiết phải để, sẽ bỏ luôn. Nhưng mà cái gì khoảng không tốt cả. Đâu cây này cũng to lắm. Lâm sao? Cắt cắt đều. Nếu cắt nó lâm sao nhiều quay lại nữa. Không chưa về xuất tinh chưa hả? Hạn như cành này nó sẽ dễ cắt các dụng nên mình không để làm gì hết cả. Đúng. Mình để thì mình cắt đi thì mấy cành kia sẽ phát triển ra nó sẽ che lấp không trống này lại. Trong dưới hết điều này. Rồi cứ quá trình hoa cắt này cứ để ý mình cái gì là chưa rõ nào hỏi ngay. Bê của mình là thoáng nhất thì mình cắt tàu toàn rồi. Nếu mà thoáng rồi thì thế là cái ngọn là không cho lên hả bác? Cái ngọn à, cái này mình cắt để cho nó phát triển ra bề ngang anh à. Không cho lên trên. Cắt riêng như thế này để ánh sáng nó ban ngày và buổi sáng hoặc buổi chiều nó đều, buổi trưa nó đều chiếu vô thân cây của mình. Cành nó sẽ được mập mạp cứng cáp hơn. Thân thì tam thân là cắt hết à? Cắt hết tại vì nó đã giai đoạn nó đã ra tay bó thì nó sẽ ra những cái cành nó, giờ nó không ra nó sẽ tự chết đi. Rồi mình không để ra nó cho hút cái dinh dưỡng cho cây chứ không được, không còn tác dụng nữa. Đâu rồi chứ rồi. Đang ở đội 2 đây chứ lại. Sang ở đội 2 đi. Sao lại có ai
không, người ta đang đi huấn luyện đang đây mà đây. Huấn luyện ở đâu đấy mà huấn luyện? Giờ mày cần đá gì nữa thôi, khỏi nhà đi. Rồi sau này nó từ khác này vươn lên vươn nhiều bơm sôi lên còn 3 mét. Cái này mình có cắt đi cho nữa để nó thấu, sau này rồi, tất cả những cành này nó sẽ lên vươn lên đọt nữa, vươn và cành nó sẽ tự cao lên chứ không phải là thấp như hồi nãy, cứ vươn dần lên, nó sẽ vươn dần lên. Từ hôm mà mình từ đây lên đấy khoảng mấy cây, 2 mét nữa không? Phải đi cao lên tí nữa mới dễ đâu. Cà phê nó đã đến ngang một lượng sản đầy xuống vào trên 1 mét nữa. Cái kia cắt bằng đầu ông 2 mét rưỡi gì mấy. Về vườn ca mình chân nó lên mét, nó trong cái khoảng này 3 mét thì nó cũng không có cái gì cả, có nếu mà cắt múm lên cũng vẫn được mà là ngọn là không cho, ý là con nó không cho không chế để hạn chế để cho nó phát triển sinh trưởng và quên là sinh thực đấy, sau này nó mới đóng cánh trái, nó không cho ra phát triển nữa. Ông là phải một thời gian ông phải đến ngừng uống cái nước chứ. Cái khổ cái thời gian ngừng tiếp thì lại tưới cà phê. Chứ nên cái thằng ông đấy là chọc lắm, khó làm. Mình sẽ cắt cho như thế này. Sau này những cái chỗ này nó nứt chồi non lên, mình sẽ bỏ đi để cho nó phát triển phía bên này, phát triển hồi này. Tất cả các cành đều vậy. Họ nó sẽ phát triển ra bề ngang như thế này. Thứ nhất, cắt như thế này á. Sau khi mình cắt mình sẽ xử lý phân bón thuốc men, thì cỡ tầm một tháng sau nó sẽ nứt ra những cái cơ mới và cây của mình sẽ phát triển rộng ra và cao hơn. Như trên kia nó sẽ những cái đọt đó nó sẽ đi thẳng lên. Nó sẽ không bao giờ để lên thẳng. Tất cả cái đọt nó sẽ ngóc lên đi chứ không bao giờ nó mình cố tình tạo để cho nó đi ra bề ngang cho cây mình được thông thoáng. Đó là cơ bản là mình cắt cây đây là cây 3 năm tuổi rồi. Cơ bản mình cắt như thế này rồi. Mình tạo cho nó để cho có ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ chiếu từ sáng rất nhiều. Tất cả ánh sáng này chiếu vô được tâm thân. Nó sẽ sau này nó sẽ hạn chế được những cái cành này sẽ chết đi. Thì những cái cành này khả năng đậu trái của mình là rất là cao. Tất cả những cành này khi nó ra được ngôi đọt này nữa thì tất cả cái cành này không cắt nữa nhé. Không cắt nữa thì có một cái được. Sau khi mình thu hoạch xong đó mình chỉ sơ lại một lần nữa. Đấy cái cành đấy cắt được. Được cắt được. Bây giờ cắt hay không á là tùy, ví dụ như tùy. Cắt được một ví dụ như cây của mình. Ý là anh em nó đang hỏi mấy cái cành đấy có cắt được không? Nếu mà thấp quá mình sẽ cắt. Thì đấy, ý là thế. Thấp quá sẽ cắt. Và có cắt được không mà hay là không cắt được thế thôi. Đấy, thấp cắt được chứ không có cái gì cả. Hoặc là để cũng được. Để cũng được. Nó có hai cái khía cạnh tùy theo mình nhìn. Do mình nhìn cái cây trước, hiểu chưa? Hiểu chưa? Mình nhìn theo cái cây, nếu mà cái tán nào nó xè quá thì mình cắt thôi. Bạn ơi. Đâu cái cây này đúng vậy. Đây là mấy cây này trong cà phê mình có đẹp hơn này. Nó cao. Đây quang hơn. Đâu tán cây là có quả có dùm luôn. Đây bạn. Dương em cắt cái này. Cái này đó. Cái này với cái này khác. Ông này ông gần Dương. Và tròn.
mà đây anh chị em đứng nhìn không động thì cũng khai lắm nhưng mà em lấy được hết rồi. Cây này tốt này, cây này to, cây này to ăn tốt. Trong không ra là bên em tiệm này cái này tiếng trong không làm ở bên em chỉ người không làm cho đủ quả luôn em với con em mới về được không có em về không ai qua này dân dưới suốt mà làm tiếng trong cho kiểu là con dân ở làng rồi loại này là bom hết rồi tranh này tốt quá nên là nó không có quả đúng mà chỗ này là bị chết rất nhiều này khi mình chỉnh chứng tỏ là mình để nhiều cành nó ăn nhiều phân của mình quá. Đây nó... tức là những cái cành nhỏ này là chỉ cắt lần này thôi đúng không? Dạ, cắt lần này thôi. Tại vì nếu đáng lẽ ra là những cái cành này là có trái. À, nhưng mà không có trái thì mình cắt. Chứ sau này nó phát triển bên bên ngoài hết. Những cái cành này là sau là những cành ngoài này là không cắt nữa, không cắt nữa, không cắt nữa. Sau khi sang năm nó đã hình thành trái, mình thu hoạch xong mình bắt đầu tỉa sơ là những cành không có khả năng ra hoa đậu đá nữa. Cái cây mà bơ này là nó ra trái lại cái quả đấy luôn, tức là cái cành này ra trái rồi sang năm lại ra đấy tiếp à? Không không, nó sẽ ra một nơi đọt mới, nó sẽ ra ở phía ngoài. À. Nhưng mà tức là vẫn cái cành đó nhưng mà ra thêm cái đọt ra ngoài nữa. Rồi đúng rồi đúng rồi. Thế nên không như ví dụ như cây cà phê thì lại khác, đúng rồi, cắt đi ra cành khác ra cành, thì cái này là vẫn cành đó ra nhưng mà ra thêm một đợt. Đọt nữa đúng rồi, ra thêm một cây đọt mới nữa. Cưa có vẻ sắc nhỉ. Cưa là cưa thửa mà. Tí để lại đem cái cưa. Không, mình cắt cái này để em tạo độ thông thoáng và cho ánh sáng vào bên trong. Mình lấy cây ngang. Mình lấy cây ngang. Cây ngang làm bón phân gì cây nhiều. Không, cái đợt mà kiên trì đi. Bình tĩnh nó. Đúng ra cái cành đấy là phải cắt cách đây 1 năm rồi đúng không? Đúng rồi, phải cắt cách đây lâu rồi. Vậy để như thế này chắc thì lấy rất là nhiều chất dinh dưỡng hơi phí. Tức là đúng ra là cái cây này là phải cắt cách đây 1 năm rồi. Ừ. Không, mình tạo từ nhỏ luôn. À, bây giờ mới cắt là nó hơi muộn, quá muộn luôn. Nhưng bây giờ này nhiều cành để cắt. Có thời gian để cắt. Cái này sẽ cắt cành. Dưới đâu có là khó đâu. Mà nó khoáng ngay mà không mất dinh dưỡng nữa cái này có khi chẳng cần con phân nữa.
Hả? Đấy xong này ra họ đọc trái cả đấy bên bàn cho 2-3 cây này. Cây này cắn mạnh thế hả? Thằng quá rộng để ung tùm quá. Thì nãy là cây này cắn mạnh quá. Cây này nó quá rậm rạp đi. Mình thấy cắt cho nó phóng ra. Mình không có để như cây hồi nãy thì nó quá đơn sơ rồi, cái đó nó quá sạch. Cái này sao hồi như gì? Ừ, lá này gì ăn thoải mái. Con này nó cắt chùa, phá sạch luôn. Cái này để cho ông Hòa, ông lấy mồi giống. Đâu, tí tịnh kiểu gì chả chảo này. Trở về ông Trọng Dương làm thịt ông Toan đi. Mới cả ông Tùng ông không trở về thì dê nó cứ ra mấy cái cây bơ của ông Hương Đu. Trở về nó ăn nó chả không có gì. Mà lá bơ này, cái loại bơ này đâu có cao đâu. Bơ thì thông quan nó có cao đâu, nó chỉ thấp này. Đấy, đến đây trong này, nó này, lên lên như này. Ở nhà ông cũng này, bà vợ công, bị tuổi ông bà nó chết. Này, nghe đâu, nó bị bán rồi. Cắt này, hải sản này, bỏ lá. Cái này là mua bôi, bôi cắt, chỗ cắt u. Người ta quen cắt mình chưa quen cắt mình thấy ngọn mãi cắt được phải nghiến nhá. Rồi em làm cho anh cây nhỏ này, cây nhỏ này. Ủa cái này xong rồi à? Xong rồi á. Cái này còn cơ bản khác, cơ bản hơn. Cái này mà đấy, cái cành ngoài vẫn còn này đấy. Cái này đấy em này, cái này cái thân rộng. Cái kia nó có thì cái này nó bỏ. Nếu mà anh để thì cành kia nó không có ra được. Phải những cái bé cành kia nó hai bên giam nhau. Còn cái bé thì mình cắt chỗ khác. Cắt chỗ gì? Cái bé nhỏ hơn thế này. Tại vì nếu mình để rồi một cái nhỏ đây đi. Chanh mới xịt thuốc đi. Cách hai cây thế này là một chủ ăn đó, đó, đúng rồi. Ăn để sáng coi gì đâu nó cũng thiết cả. Cắm lại về nguyên tắc. Đúng rồi. Mới xịt cánh nào đứng á, mưa ra để cho nó thoáng. Lấy ánh sáng trên đỉnh, lấy sáng này ngoài này vào. Ngang đây lên trên dày này. Lấy ánh sáng ngang và lấy ánh sáng ở trên xuống. Cành nào đứng thì bỏ. Đó. Đấy, cành nào nó mọc ở đằng trong thì bỏ, chỉ có để cái tán nó xin ra ngoài. Ví dụ như tán nhỏ, tán nào thì nó ra. Đấy. Đó. Cái cành này này. Cây lên được. Ba cây được phải không? Cái này có ba phải không? 50 cây. 50 cây á hả? 50 cây. Cái đấy. Cười chưa? Đấy. Cái này vào nó ổn định, nó đầy đẹp vàng nữa, nó ổn định nên cành to bên nó có cái tóc nóng hay đóng rồi đúng rồi cái nhánh chính thì nó đó là nó ra chẳng qua nó ra tổng nhiều hơn chứ không phải là
với lại người ta chăm sóc tốt. Chăm sóc tốt lắm. Cây ở đây mà thế này mà không tốt đó hả? Cây này có lẽ là ra rồi chứ mà sao ở bên mình hình như chắc chưa áp dụng kỹ thuật, chưa ép nó vậy. Cái tùy hầu nó hơi phải sợ. Không, hợp lắm nhưng mà hình như cái khả năng mình chưa ép, mà không ép. Cây này nếu bình thường giờ phải 30 triệu thu được 2 rồi. Cái này nếu bình thường giờ phải 30 triệu thu được 2 rồi. Lúc mình có chỉ cần lấy 10.000 ký thôi, mỗi một cây cho 3 tạ được rồi, 3 cạ được 30.000. Đâu mình cũng tạ không mà ra được à. Chứ bây giờ đi sang Đắk Lắk thì Đắk Nông thì Đắk Đầu cái này là mình cơ bản mình tạo và tán nó để cho xăng năm, chứ không phải là tất cả xăng năm hay là từ nhỏ tới lớn mình đều cắt như vậy hết. Đây là mình cơ bản là mình tạo và tán cho nó thông thoáng cái cây của mình đi. Và những cái cành mà mình chừa lại đây nó sẽ phát triển là nó mọc mặt lại ra, nó sẽ cuốn cáp đi. Rồi sau này nó sẽ ra 2 cơ đọt, trong mùa mưa này nó sẽ ra đến 3 cơ đọt nếu mình chăm sóc tốt, 3 cơ đọt. Rồi nó sẽ làm